Em à, kính chào các bác. Hôm nay giới thiệu đến bác một mẫu nồi cơm 1 lít của nhà Yoroshi. Mẫu này Yoroshi lưng gù, hàng dùng nước, sản xuất 2023, nồi cao tàng áp suất. Mẫu này cơm cực kỳ ngon. Thì đầu video em giúp các bác xem video vui vẻ nhờ sức khỏe. Mình xem video, mình đăng ký kênh, nhấn like ủng hộ em nha. Chân thành cảm ơn các bác. Một nồi 1 lít, sản xuất 2023, cơm thì cực kỳ ngon, còn rất là đẹp. Này các bác, còn muỗng còn cốc luôn nè. Một vòng các bác xem nha. Hàng thì đẹp xích sắc rồi. Nhà mình nấu 5 người, mỗi lần nấu 3 bát gạo thì mua cái nồi này. Điện áp là 100V, mình xài 100 và 110 đều được. Made in Japan, là sản xuất tại Nhật và sử dụng cho Nhật luôn. Thì hiện tại nếu mà nhà của bác nào chưa có cái cục đổi nguồn điện thì hiện tại em đang bán đổi nguồn điện 2000W, giá 550.000 đồng. Đổi nguồn điện 3000W em bán 700. Thì mình có nhu cầu thì mình ốc mình inbox liên hệ qua số điện thoại giúp em là 0919 407 501, sản xuất 2023 các bác. Bác thấy số 23 không? Đó, 23 nha. Đó, đó, đó. Đó, số 23 đó các bác. Rồi, con lành cành đào hết. Ngoại thất xong, mình vào nội thất cho em. Nồi thì rất là đẹp, mặt mũi sáng láng hết. Nhà Yoroshi, thương hiệu con voi, là thương hiệu là đầu bếp ở Nhật và là quốc dân của người Nhật đó. Nấu xôi nè, nấu cháo, nấu cơm cháy. À, em xin lỗi, như nồi này không có nấu cơm cháy các bác. Để những cái dòng đề cao thì nó cắt đi cơm cháy rồi. Để cơm cháy nó sẽ hư cái son, hại cái son. Đó, gòn nè. Bên trong nè, lấy phụ tùng của nó ra đi. Nó gồm cái muỗng của nhà Yoroshi luôn nè. Cái muỗng Gin luôn nè. Cái muỗng này là chống khuẩn luôn đó. Một cái cốc đông nước. Một cái cốc đông gạo. Cái tờ giấy này người ta hướng dẫn mình xài gì đó. Cái lòng nồi đẹp xuất sắc. Để em lấy tham lao coi coi. Tại vì khi nấu cơm hồi sớm em mở nắp ra để cho nó nguội cái bụi bẩn nó bay vô nè. Bụi như vậy nè nó bay vô nè. Đó, còn hàng của em thì đẹp lắm. Em đảm bảo các bác nó đẹp thôi. Đặc biệt là son Palatum. Cái son Palatum này các bác là lọc được chất kiềm luôn nè. Palatum rất là đẹp luôn. Thì cái mẫu này có cái giá trị nha các bác, rất có giá trị xuất xưởng. Thì rơi vào đâu hơn 20 triệu ở Nhật, hai mấy triệu á. Nói chung á là nó hàng nó sẽ chạy chạy với nhau, nhưng mà tùy theo mã. Thì nếu mà mã thì có son Palatum thì nó sẽ đắt hơn. Và nói chung là cũng có nhiều cái mình để mình so sánh, nhiều khi mình không phải trong nghề thì mình không gành các bác. Còn như mà trong nghề mình nhìn, mình liếc qua cái nào nó có giá nhìn y gan nhau, nhưng mà cái này nó sẽ mắc hơn một chút, cái kia nó sẽ rẻ hơn một chút gì đó nè. Lòng nồi nè rất là ok nè các bác, đặc biệt là xong là tôm nha. Rồi bây giờ em cắm điện vào em báo giá cho giá cả công khai. Thì nồi này em đã test một lần nước sôi, một lần cơm cho mình này, thì mình cứ yên tâm. Em bán thì em bảo hành cho mình là 6 tháng. Mình nhận hàng mình được kiểm tra trước mặt bưu cục. Điện áp thì 100V, bắt buộc phải xài điện 100. 100 và 110 đều được hết. Thì em bán thì em tặng theo những cái phụ kiện nó kèm theo vậy đó. Bây giờ cắm điện vào, test cho em nè. Rồi em cắm điện vào, bấm vô đây. Nổi ra cái giao diện là cái thời gian nấu và cái mục tiêu, cái mục để mình nấu. Thì đây cái mục đầu tiên là một con trắng nè. Bấm qua đây là chế độ là cơm nè. Thì nó là cơm thông thường. Nấu cơm thông thường là 5-4 phút. Hãng dôi nè. Tắt cho em. Cái nút tắt cái này cũng là cái nút hâm. Bấm thêm cái là hâm. Nó hiển thị như là hâm ấm. Bấm qua đây là hâm nóng. Đó, không hâm mình tắt. Thì bấm tiếp vô đây chế độ sôi cháo gạo lứt. Chế độ này là gạo trắng không do. Chế độ này là gạo lứt. Gạo lứt không do. Cái này là gạo trắng. Bấm qua đây chế độ nấu. Cái này là nấu thông thường, nó có hai mức nấu thông thường. Bấm tiếp cho em nấu ngon. Để chở về cho mình là gạo trắng đi rồi mình hãy tính tiếp. Chế độ ngon nhất là 73 phút. Em sẽ có video hướng dẫn cho các bác là chi tiết nha, em chỉ nói sơ lược trên đây thôi. Giờ mình chỉnh tiếp, chế độ này nấu nhanh nè, nấu nhanh thì 37 phút. Thì thường nấu nhanh thì ta nấu một bát gạo, còn nấu tối đa của nồi này là 3 bát gạo. Tắt cho em, hẹn giờ
sáng chiều, chỉnh đúng khung giờ gia đình mình ăn cơm, mình bung ra mình bấm nút nấu thì sẽ đúng khung giờ giờ này có cơm gia đình mình ăn. Chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sáng ở đây, chín nó sẽ về đây. Tắt cho em. Rồi thì mẫu này hiện tại em đang bán giá là 2,8 triệu. Mình mua thì chụp hình lại như thế này nè, gửi qua Zalo cho em, cọc cho em 500, tiền khoản đủ lên bao ship, bảo hành 6 tháng, nhận hàng là kiểm tra thoải mái nha. Lưu ý là điện 100 nhận 110V. Em cảm ơn các bác, hẹn gặp lại. Chân thành cảm ơn.